Chào mừng các em đến với trang lời giải hay com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em bài viết, viết bài văn nghị luận, phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ. Bài học nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng bắt đầu bài học ngay thôi nhé! Ở bài học này, chúng ta có câu hỏi số 1 trang 83 như sau. Hãy viết bài văn phân tích, đánh giá bài thơ Mù Hòa Mận của Chu Thủy Liên. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy đọc lại phần bản Mù Hòa Mận. Xác định nội dung và yếu tố hình thức nổi bật để tìm ra giá trị của các yếu tố trong việc thể hiện nội dung, chủ đề. Xác định các luận điểm trong bài viết, liên hệ với tác phẩm, tác giả có cùng chủ đề để so sánh, đối chiếu. Các em có thể tham khảo dẫn ý sau đây. Mở bài, chúng ta sẽ giới thiệu về tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và nội dung chủ đề của bài thơ. Phần thân bài, các em hãy phân tích bài thơ theo từng khổ, phân tích nội dung và hình thức của từng khổ thơ. Ở khổ thơ đầu tiên, các em hãy làm nổi bật Hoa mận chóng muốt mang theo không khí mùa xuân. Màu hoa mận cũng là màu của tuổi thơ. Màu hoa mận đi cùng năm tháng, tặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ thay đổi. Ở khổ thơ thứ hai, các em hãy làm rõ, hoa mận là một phần của buôn làng. Mùa hoa mận là dấu hiệu để dân làng nhận ra một mùa xuân mới đã về. Màu hoa mận là biểu tượng của mùa xuân. Còn ở khổ thơ thứ ba, các em hãy làm nổi bật. Mùa hoa mận là mùa cười hiện tại. Mùa hoa mận là sự tiếp diễn. Mùa hoa mận cũng là vòng lặp lại. Mùa hoa mận còn là hồi ức, kỷ niệm. Phần kết bài, các em hãy kết luận về mùa hoa mận, về dân làng và về mối quan hệ giữa dân làng và mùa hoa mận, đưa ra nhận xét của bản thân. Các em có thể tham khảo bài viết sau đây. Mùa hoa mận là một trong những bài thơ tiêu biểu của Chu Thủy Liên, được viết vào tháng Chạp năm 2016, trích trong tập Thuyền Đuôi Yến, nhà xuất bản văn hóa dân tộc Hà Nội năm 2009. Bài thơ nói về nỗi nhớ quê hương của người đi xa, ở khổ thơ đầu tiên, cảnh mận bung cánh muốt, lũ con trai háo hức chơi cù, lũ con gái rộn ràng khăn áo, bóng bay nâng ước mơ con trẻ. Câu thơ đầu tiên, cảnh mận bung cánh muốt, báo hiệu mùa xuân về với bao điều mới mẻ, hoa mận trắng tinh làm rực cả một mảng trời. Dưới cảnh mận ấy xuất hiện hình ảnh gần gũi, quen thuộc của bản làng, đó là hình ảnh lũ con trai chơi cù, lũ con gái khăn áo. Với tâm thể háo hức và rộn ràng, cảnh mận gắn bó với tuổi thơ của trẻ con nơi đây và chứng kiến quá trình trưởng thành và chất chứa những ước mơ của con trẻ. Ở khổ thơ thứ hai, cánh mận bung cánh muốt, trục mẹ xôn sang lá, gạo trục cha vui lòng căng cánh nỏ, Chục người già bản hối hả làm đu. Không những thế, dưới cảnh mận trắng xóa ấy còn là cả bức tranh sinh hoạt đầy trộn ràng và tấp nập của dân làng. Mọi người đang chuẩn bị để đón mực mùa xuân với bao điều tốt lành. Người mẹ xôn sang lá, cạo để làm bánh, một món bánh đặc trưng của mùa xuân. người cha căng cánh nỏ, người già bản làm đu để phục vụ cho trò chơi dân gian của bản địa. có thể thấy, cảnh mận trở thành một biểu tượng không thể thiếu của mùa xuân nơi đây. nó chất chứa bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn gắn bó với bản làng suốt năm tháng. sang khổ thơ thứ ba, cảnh mận bung cánh muốt. nhà trình tường ủ hương nếp, dục lửa hồng nở hoa trong bếp, cho người đi xa nhớ lối trở về. cảnh mận bung cánh muốt được điệp lại ba lần. Nó nhấn mạnh, làm cho câu thơ trở nên sinh động, đồng thời báo hiệu mùa xuân đã về đến bản làng. Trong ngôi nhà truyền thống, nhà trình tường ấy, mùi nếp tỏa ra khắp căn phòng với ánh lửa hồng Đến căn phòng ấy trở nên ấm cúng. Để rồi khi đi xa, họ luôn hướng về quê hương với những thứ mộc mạc, gần gũi và thân quen. Đặc biệt là vào mùa hoa mận, nỗi niềm đó lại nhân lên gấp bội, gợi nhớ về những ký ức xa xưa. Hoa mận như dẫn nối họ trở về với những hoài niệm nhớ nhung nhớ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đang diễn ra một cách hối hả xuân sang của các mẹ cha người già bản sự vui vẻ háo hức của lũ con trai con gái trong bản làng qua bài thơ trên ta như được hòa mình vào bức tranh của mùa xuân ở bản làng tây bắc với tất cả vẻ đẹp bình yên bằng ngoài bút tinh tế và tài hoa nhà thơ đã giới thiệu đến bạn đọc vẻ đẹp của tây bắc vào mùa xuân với màu trắng của hoa mận hòa cùng với hoạt động rộn ràng hối hả của dân làng khiến cho bức tranh trở nên có hồn làm cho những người đi xa luôn hướng về quê hương Với những gì mộc mạc và giản dị nhất Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2 Cảm nhận của em về vẻ đẹp của đoạn thơ sau Sáng mắt trong như sáng năm xưa gió thổi mùa thu hương cô mới Hơi nhớ những ngày thu đã xa Sáng chấp lạnh trong lòng Hà Nội Nhưng phố dài dấu sắc hơi mây. Người ra đi đâu không ngoảnh lại Sau lưng thêm nắng lá rơi đầy Trích trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi Để trả lời câu hỏi này các em hãy đọc lại đoạn thơ xác định nội dung và yếu tố hình thức nổi bật để tìm ra giá trị của các yếu tố trong việc thể hiện nội dung chủ đề xác định các luận điểm trong bài viết sau đó liên hệ với các tác phẩm tác giả có cùng chủ đề đề tài để so sánh để tìm ra điểm nổi bật các em có thể tham khảo dần đi sau đây mở bài các em hãy giới thiệu về tác giả nguyễn đình thi và dẫn dắt vào bài thơ đất nước thân bài ở luận điểm một là hình ảnh mùa thu hà nội trong hoài niệm và kèm hãy phân tích và làm rõ tín hiệu gợi nhắc về mùa thu hà nội. sáng mắt trong và gió thổi mùa thu hương cốm mới đây là những nét đặc trưng quen thuộc của mùa thu bắc bộ mùa thu hà nội. mùa thu hà nội trong hoài niệm là bức tranh mùa thu chân thực, thi vị mang đậm đặc trưng của mùa thu hà nội nhưng cũng thoáng buồn. những buổi sáng mắt trong gió thổi hương cốm chấp lạnh hơi mây sáo rác nắng lá phố phường hà nội tất cả gửi lên một bức tranh thu có hình khối, đường nét, màu sắc nhưng chứa đầy tâm trạng của người ra đi. Hình ảnh người ra đi buồn bã, lưu luyến nhưng cũng đầy cương quyết. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy. Mùa thu Hà Nội thật đẹp nhưng thấm buồn bởi nhân vật trữ tình phải ly biệt Hà Nội để đi tìm con đường thoát khỏi nô lệ đau thương, tủ nhục. Luận điểm 2. Mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập vui tươi phấn khởi. Các em hãy phân tích tiếng reo vui trước mùa thu hiện tại độc lập, hạnh phúc. Mùa thu cách mạng thật đẹp, sôi nổi, bao gồm không gian nghệ thuật, dịch chuyển từ những phố dài sáo sóc buồn bã sang những không gian núi rừng tươi mới, tràn đầy sức sống. Rừng tre phấp phới, trời thu thay áo mới. Với những âm thanh ngân nga, vang vọng, trạng thái nhân vật chữ tình vui vẻ, hạnh phúc hòa trong sự phân chấn của tạo vật, những suy tư về hồn thiêng đất nước, nước chúng ta, vọng nói về, thể hiện niềm tự hào về đất nước. Trong khổ thơ này, tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật đặc sắc như hình ảnh thơ giàu sức gợi, câu thơ giàu tính nhạc, vận dụng hiệu quả của phép điện, giọng thơ phấn chấn, sôi nổi, thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Đoạn thơ đã thể hiện tình yêu tha thiết, niềm tự hào về quê hương đã được độc lập, có truyền thống anh hùng, bất khuất. Kết bài, các em hãy khái quát lại tổng hợp vẻ đẹp nội dung và hình thức của đoạn thơ. Nếu suy nghĩ, đánh giá, khái quát về cảm xúc của bản thân về đoạn thơ đó, các em có thể tham khảo bài viết mẫu sau đây. Nguyễn Đình Thi làm thơ từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thơ ông mang bản sắc và giọng điệu riêng vừa tự do, phóng khoáng, vừa hàm súc, vừa sâu lắng suy tư. Đặc biệt, Nguyễn Đình Thi có những bài thơ đầm thắm, thiết tha về quê hương đất nước Việt Nam, làm lũ đau thương, đứng lên chiến đấu và chiến thắng. Đất nước là một thi phẩm xuất sắc cho sự nghiệp thơ ca của ông chỉ vài nét phác họa, phác thảo nhẹ nhàng, nhà thơ đã gợi lên cái hồn của mùa thu Hà Nội năm xưa, cổ kính, đẹp một cách hiu hắt, vắng lặng và còn phẳng phất nỗi buồn. Tác giả đã mở ra một không gian vô cùng an lành, êm đềm, báo cảm xúc. Sáng mắt trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cốm mới, tôi nhớ những ngày thu đã xa. Tín hiệu gợi nhắc về mùa thu Hà Nội, sáng mắt trong và gió thổi mùa thu hương cốm mới. Đây là những nét đặc trưng, quen thuộc của mùa thu Bắc Bộ, mùa thu Hà Nội. Những hình ảnh trong hiện tại có sức gợi nhớ về ngày rời Hà Nội cổ kính, thờ mộng. Mùa thu Hà Nội ngày xưa trở về trong ký ức của nhà thơ. Sáng chấp lạnh trong lòng Hà Nội, nhưng phố dài sao sắc hơi mây, người ra đi đâu không nguyện lại, sau lưng thêm nắng lá rơi đầy. Từ lái gợi tả lên cảnh mùa thu với nét quen thuộc, có nắng, có lá vàng rơi, có gió heo may, một mùa thu rất nhẹ rất thơ mang nét buồn sao chuyến động trong lòng người ra đi bức tranh mùa thu có hình khối đường nét màu sắc nhưng chứa đầy tâm trạng của người ra đi người ra đi đầu không ngoảnh lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy cảnh sắc mùa thu chân thực thi vị mang đậm đặc trưng mùa thu hà nội nhưng thoáng buồn những buổi sáng mắt trong gió thổi hương cốm, chấp lạnh sao sắc hơi mây nắng lá phố phường hà nội người ra đi đầu không ngoảnh lại sau lưng thèm nắng lá rơi đầy. Hình ảnh con người ra đi với tư thế và dáng đi tỏ ra kiên quyết, dứt khoát nhưng tâm hồn vẫn lưu luyến với trời thu Hà Nội với những gì thơ mộng của thủ đô yêu dấu. Những chàng trai Hà Nội sẵn sàng từ biệt căn nhà, góc phố, ra đi làm nghĩa vụ của một công dân. Cảnh thu và con người Hà Nội cũng chính là niềm tự hào của tác giả. Trong hoài niệm của nhà thơ, mùa thu Hà Nội với những cảnh vật thiên nhiên và con người hiện ra thật cụ thể và sinh động còn tâm trạng của nhà thơ phảng phất một nỗi buồn hiu hắt mùa thu Hà Nội đẹp nhưng thấm buồn bởi nhân vật trữ tình phải ly biệt Hà Nội để đi tìm con đường thoát vòng nô lệ đau thương tuổi nhục. như vậy là cô và các em đã tìm hiểu xong bài viết viết bài văn nghị luận phân tích đánh giá một tác phẩm thơ trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 bộ sách cánh diều các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem tiếp các bài giải tiếp theo chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em